إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا» يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Có một điều mà liên quan đến nhịn chay Ramadan mà không ít người, không ít tín đồ Muslim chúng ta thường lơ là và thiếu sự quan tâm do không hiểu biết hoặc do tính hời hợt và qua loa. Đó là uh, bữa ăn sahur. Có người thì nhịn chay mà ít khi dùng bữa sahur hoặc dùng bữa sahur không đúng sunnah của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam đã chỉ dạy thì inshallah chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sự hướng dẫn của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam về bữa ăn suhut bữa ăn sahut như thế nào. Thì sahut là bữa ăn khuyên là bữa ăn khuya hay nói đúng hơn là bữa ăn cuối của đêm để bắt đầu cho một ngày nhịn chay hoặc nói một cách nôm na là bữa sahut có nghĩa là bữa ăn để chuẩn bị vào cuộc nhịn chay. Thì sahut nó không đơn thuần chỉ là một bữa ăn để chuẩn bị cho một ngày nhịn đói, nhịn khác mà nó là bữa ăn sunnah. Nó là bữa ăn sunnah của Thiên Sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Có nghĩa là được khuyến khích, tức khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ được ân phước và được phúc lành. Còn khi chúng ta không làm thì chúng ta sẽ mất đi cái giá trị trọn vẹn của cái sự nhịn chay. Tiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam của chúng ta luôn luôn dùng bữa sahur và khuyến khích mọi người dùng bữa sahur. Người nói Ta saharu fa inna fi sahur barakah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói rằng bảo có vị sahaba các ngươi hãy dùng bữa sahur bởi quả thật trong bữa ăn sahur có barakah Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Còn trong một hadith khác của uh, do Ahmad Imam Ahmad ghi lại rằng có một người đàn ông đến gặp thiền sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lúc người đang dùng bữa sahur thì người nói inna sahura barakatun a'taku a'taku muha Allahu azza wa jalla fala tad'uha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói quả thật bữa ăn sahur là bữa ăn barakah mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đấng quyền năng và tối cao đã ban nó cho các người. Bởi thế, các người chớ đừng bỏ nó. Một trong những bằng chứng rằng việc dùng bữa Sahur là việc làm được thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa yêu thích. Đó là một hadith được ghi lại rằng thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ra lệnh cho các vị sahaba của người nên dùng bữa sahur cho dù chỉ với một quả trà là khô hoặc một ngậm sữa chua. Mục đích là để hoàn thiện việc noi theo cách thức được chỉ dạy và hướng dẫn. Baroka có nghĩa là gì? Baroka có nghĩa là sự phúc lành, là điều được ban thêm nhiều cái tốt đẹp. Một trong những điều phúc lành và tốt đẹp mà bữa ăn sahur mang lại là nó là bữa ăn sahur sẽ giúp người nhịn chay duy trì được năng lượng để trải qua một ngày nhịn chay dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Thực tế chúng ta thấy một người nhịn chay không dùng bữa sahur sẽ cảm thấy đói, khát và mệt mỏi hơn một người nhịn chay dùng bữa sahur. Thậm chí Việc không dùng bữa Sahur có thể khiến phải xả chay, khiến cái người nhịn chay phải xả chay giữa chừng vì cơ thể của người đó không đủ năng lượng để duy trì cơn đói khác. Một cái điều baroca khác mà bữa ăn Sahur mang lại cho người nhịn chay là được sự solawat của Allah Subhanahu wa ta'ala cũng như là sự solawat của các vị thiên thần của Ngài. Ông Ibn Umar radiyallahu anhu thuộc lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói Inna Allah wa yusalluna ala al <coughs> Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói rằng Quả thực Allah và các thiên thần của Ngài sẽ salawat cho những người dùng bữa sahur Thì hadith này do Ibn Hibban và At-Tabrani ghi lại và được à uh, Sheikh Al Albani xác nhận là hadith Hassan, tức là hadith tốt. Thì sự salawat chúng ta phải hiểu rằng sự salawat của Allah có nghĩa là chúng ta sẽ được ngài ban cho phúc lành. Còn salawat của các vị thiên thần có nghĩa là họ sẽ cầu nguyện Allah Subhanahu wa ta'ala ban phúc lành cho chúng ta, ban phúc lành cho những người cho những người dùng bữa sahur thì chúng ta hãy nhớ rằng tất cả những lời nguyện cầu của các thiên thần đều được Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận và đáp lại. Bữa ăn sahur còn là một đặc điểm riêng biệt trong nhịn chay của cộng đồng tín đồ uh, Muhammad sallam, và là một biểu hiệu độc nhất của những người Muslim chúng ta. Bởi thiên sứ của Allah s.a.w. đã nói فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر. Sự khác biệt giữa nhịn chay của chúng ta và nhịn chay của những người dân Kinh Sách là dùng bữa sahur. Imam Ibn Al Arabi nói trong sách của ông Al mati một lời ngắn gọn nhưng có thể nói là đầy đủ khi nói về baroka của bữa ăn sahut. ông nói baroka là sự gia tăng điều tốt đẹp và phúc lành và nó thuộc năm phương diện thứ nhất là đón nhận sự miễn giảm của Allah Subhanahu wa ta'ala. Thứ hai là duy trì và bảo tồn sunnah. Thứ ba là làm khác biệt với cư dân kinh sách. Thứ tư đó là tăng cường sức mạnh để duy trì sự thờ phượng và phụng mệnh. Và thứ năm đó là làm cho tâm trí không nghĩ đến thức ăn nữa trong lúc chúng ta nhìn chay. Thì đối với giờ giấc <laughs> đối với giờ giấc của bữa ăn sahur thì nó bắt đầu từ lúc nửa đêm trở đi. Tuy nhiên, thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam thường dùng trễ cái bữa ăn sahur này và người khuyến khích các vị sahaba làm như vậy. Người nói, Bakiru bil iftar wa wa akhiru as-sahur. Nabi nói các ngươi hãy sớm xả chay, tức là hãy nhanh dội xả chay khi đến giờ và hãy trì hoãn bữa ăn sahur. Sahih Jami' thính sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam còn nhấn mạnh rằng la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al fitr al fitra wa akhiru as sahur. Nabi Muhammad sallallahu wasallam nhấn mạnh với lời mọi người vẫn còn được điều tốt đẹp và phúc lành khi mà họ vẫn dậy sớm xả chay và trì hoãn bữa ăn sahur. Hadith này do uh, Bukhari và Muslim ghi lại. Việc Ăn trễ bữa ăn sahut là việc làm đúng theo sunnah của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tuy nhiên, người Muslim nhịn chay phải cẩn thận, chớ nên trì quản bữa ăn sahut quá cận với giờ adhan của lễ nguyện Salah Fajr. Người nhịn chay nên kết thúc bữa ăn sahut khoảng chừng 10-15-20 phút gì đó trước adhan fajr là điều tốt nhất, là điều hợp lý nhất. Vị Sohaba Anas bin Malik khi được hỏi khoảng cách giữa lúc thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam kết thúc bữa ăn sahut với Adhan vào giờ lễ nguyện xóa lá thường là bao lâu thì ông Anas bin Malik nói khoảng chừng thời tức là khoảng chừng thời gian mà một người đọc 50 câu kinh Quran thì hadith này do Al-Bukhari ghi lại như vậy người nhịn chay nên ăn bữa sahur trễ tránh ăn quá sớm việc người nhịn chay ăn quá sớm bữa ăn sahur này không những làm mất đi ân phước của hành động sunnah mà còn có thể khiến bản thân lỡ mất lễ nguyện salat so fajr cùng với tập thể hoặc thực hiện lễ nguyện salat so fajr ngoài giờ của nó nguyên nhân là vì khi ăn sớm người nhịn chay có thể buồn ngủ và ngủ thiếp đi một giấc dài và sau đó là sự hướng dẫn của Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam trong việc dùng bữa sahur. Tiếp tục chúng ta hãy cùng với thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam của chúng ta uh, trong xã chay. Thì thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam của chúng ta luôn nhanh dội xã chay ngay khi đã đến giờ xã chay. Và người khuyến khích các vị sổ ba làm như vậy. <laughs> thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam xã chay trước khi dân lễ nguyện sallallahu Thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta thường xả chay với các quả trà là chín tươi nếu có. Còn nếu như không có những cái quả trà là tươi này thì người xả chay với các quả trà là khô. Còn nếu không có các quả trà là khô thì người lại xả chay đầu tiên là với nước lạ. Thì đó là cái sunnah xả chay cung cách xả chay của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì khi thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam xả chay thì người thường nói zahabat zama'u wa batallatil uruq wa thabata al ajru insha Allah. Zahabat zama'u wa batallatil uruq wa thabata al ajru insha Allah. Tức là khi mà Nabi vừa À, xả trong vừa uống nước lã hoặc là ăn một miếng chà là thì người bắt đầu nói cái 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 câu này có nghĩa là cơn khát đã qua, các đường máu đã lưu thông trở lại và phần ân phước đã được khẳng định, tức là đã chắc chắn. Inshallah. Thiên sứ Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam của chúng ta thường cầu nguyện trước lúc xả chay và người di quấn rằng Inna lisa'imi inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Nabi nói quả thực lời cầu nguyện của người nhịn chay lúc xả chay sẽ được chấp nhận, tức là sẽ không bao giờ được từ bị, bị, bị từ chối thì chúng ta hãy cố gắng là trước khi chúng ta xả chay 5-10 phút chúng ta hãy đưa ngửa đôi bàn tay lên chúng ta cầu nguyện Allah subhanahu wa ta'ala chúng ta có 30 cơ hội mỗi ngày tức là trong tháng Ramadan chúng ta có 30 cơ hội được điều này chúng ta hãy cố gắng tận dụng tối đa đừng để mất cái cơ hội tốt đẹp này và có uh, sự ghi nhận rằng thiên sứ của Allah Sallallahu Alaihi của chúng ta đã di quấn rằng người nói Ida akbala laylu min uh, minha huna wa adbara naharu minha huna wa faqad -sa Nabi nói khi đêm đến từ lúc này và ban ngày đã qua từ lúc này và mặt trời đã lặn thì quả thật người nhịn chay đã xả chay. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại lời của Nabi nói có nghĩa là cứ đến giờ là chúng ta hãy liền xả chay chứ chúng ta không cần phải định tâm bất cứ điều gì cả thì đây là sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam của chúng ta thiên sứ uh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta khuyến khích xả chay với trà là khô nếu không có trà là khô thì xả chay với nước lã đây là sự hoàn hảo Uh, đây là sự hoàn hảo từ lòng thương xót và lời khuyên nơi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dành cho cộng đồng tín đồ của người, dành cho cộng đồng tín đồ của mình bởi quả thực việc mà cho thức ăn ngọt tự nhiên nào đó song hành với cái dạ dày trống rỗng nó sẽ dễ dàng hấp thụ hơn và sẽ bổ sung nhanh hơn năng lượng cho cơ thể. Thì thực tế điều này là các bác sĩ khuyến cáo là nên ăn đồ ngọt tại một số thời điểm nhất định trong đó có một thời điểm mà theo lời khuyên của họ đó là thời điểm mà cơ thể mệt mỏi hay khi bị đói nhiệt lượng trong cơ thể sẽ mất đi quá nhiều thì cơ thể sẽ suy nhược ăn một ít việc ăn một ít đồ ngọt lượng đường trong đó có thể được máu hấp thụ nhanh hơn các thức ăn thông thường khác nên sẽ nhanh chóng bổ sung năng lượng cho cơ thể. thì đó là lời khuyên của 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 những cái giới y học. còn thức ăn ngọt của Martina là trà là khô. nó còn là lượng là lương thực của họ và trà là chính trà là chính tươi là hoa quả của họ. còn đối với nước lã quả thực gan sẽ bị khô do sự nhịn chay nên cần làm ướt nó với nước trước tiên. Sau đó chúng ta mới bổ sung phần thức ăn vào. Thì cũng chính vì lẽ này cách tốt nhất mà trước khi chúng ta trước khi mà cái người đói ăn thì nên 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 cho uống một ít nước rồi sau đó mới tiếp tục đến phần thức ăn. Và những gì trong quả chà là và nước chứa đựng những chất đặc biệt có lợi cho tim mà chỉ có những bác sĩ chuyên khoa về tim mới biết rõ. Thì nói về quả trà là thì những nhà nghiên cứu tại tại London đã chỉ ra rằng quả trà là là có chứa rất nhiều các loại khoáng chất, ít nhất là 15 loại với hàm lượng cao kali, silen và magie. Thì kali là một cái khoáng chất quan trọng giúp cơ thể chống lại bệnh cao huyết áp một trong số những nguyên nhân chính dẫn tới bệnh tim. Một chén trà là chứa khoảng 964 mg kali, chiếm khoảng 28% nhu cầu kali cần thiết hàng ngày. Khi lượng kali trong cơ thể tăng lên, chúng sẽ giúp bài tiết natri từ đó làm giảm huyết áp. Thì đây là theo những nhà nguyên cứu tại London, nói về lợi ích của quả trà là subhanallah. Thì đó là sự hướng dẫn của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam của chúng ta trong việc dùng bữa sa hút cũng như trong việc xả chay thì có một điều chúng ta cần lưu ý là ngày hôm nay không ít những người muslim chúng ta là khi tiếng azan maghrib cất lên đó là thời điểm bắt đầu để chúng ta xả chay thì một số người lại cứ trì hoãn họ nói phải đợi xong Azan hoặc là đợi <laughs> một cái lời dua nào đó hay là đợi uh, một cái khoảng thời gian nào đó thì họ mới xả chay thì đây là một cái điều đi ngược lại với sunnah của Nabi Muhammad thì chúng ta hãy cố gắng duy trì và bảo tồn sunnah của người đó là chúng ta hãy trì hoãn bữa sau tức là ăn bữa sau cho trễ và chúng ta hãy nhanh dội xả chay ngay lập tức khi tiếng Azan vừa cất lên nếu như chúng ta muốn làm theo sunnah của Nabi trong việc xả chay nhanh dội như thế này thì chúng ta muốn lặp lại cái lời Azan theo cái người Azan thì chúng ta cũng có thể vừa ăn vừa xả chay và vừa lặp lại cái câu nói này cũng không sao cả thì đây là một số hướng dẫn của Nabi Muhammad Sallam trong xả chay cũng như trong trong việc dùng bàn số hút thì cầu xin Allah Subhanahu Wa sẽ hướng dẫn và soi sáng và phù hộ tất cả những người Muslim đồng đạo chúng ta sẽ gặt hái được trọn vẹn các ân phước của nhịn chay Ramadan và cầu xin Allah Subhanahu wa Taala cho chúng ta ban cho chúng ta nhiều phúc lành trong tháng Ramadan này và cầu xin Allah Subhanahu wa Taala hãy cho phù hộ chúng ta khi mà Ramadan đi đến và đi rồi chúng tất cả chúng ta đều được Allah Subhanahu wa Taala tha thứ mọi tội lỗi và ban được nhiều phúc lành. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.